Yo, hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì có rất là nhiều bạn hỏi tôi là tôi sử dụng, hiện tại tôi đang sử dụng loại dây yoyo gì. Thì hôm nay tôi sẽ cho tất cả các bạn biết là tôi sẽ sử dụng loại dây yoyo gì. Và anh em mình sẽ có một cái challenge nhỏ nhỏ với lại cái loại dây yoyo mà tôi đang chơi nha. Và bây giờ thì thử thôi. Đây thì những bạn nào thắc mắc tôi hiện tại đang chơi dòng dây yoyo gì, thì như các bạn thấy trên video thì đây là UTS Swing. Thì đây là dòng dây yoyo hiện tại tôi đang chơi. Thì cảm nhận của tôi về dây này thì rất là ok luôn nha tất cả các bạn. Anh em mình sẽ cùng thử thách một cái challenge nhỏ nhỏ, đó là 50 cái brand stock trên sợi dây OTS Swing như tất cả các bạn. Cái brand stock là cái các bạn móc cho nó ra cái hình tam giác như thế này nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm vậy nhưng mà liên tiếp 50 cái. Chúng ta sẽ không có tính là nó có bị hụt hay không, nhưng mà miễn sao được 50 cái là ok. Ok, thử nha, let's go. Ok, the first try, cái đầu tiên. Cái gì vậy mấy ba? Hình như đây hơi gió, hơi kệ. Bỏ, làm lại. Mật. Vô nè. Mà một cái nè. Ha. Trời ơi. Gì vậy trời. Thực sự là tôi đứng đây tôi chơi cảm giác nó gió lắm mấy bạn nha. Từ từ từ. Một cái nha, tiếp nè. Hai nè. Ba nè. Ba nha, ba mới ba. Ba thôi nha, ba thôi nha. Từ từ. Tự nhiên tôi cảm thấy gung gung mấy ba. Ba nè. Bốn nè. Năm. Sáu nè. Sáu rồi. Bảy. Tám. Chín. 10, 11, 12 nè, 13, 14, tôi quay hai lần để tôi lấy đà các bạn. Rồi, cái 14 nha, từ từ, nghỉ tay cái. Các bạn làm liên tục hồi nó mỏi lắm. Kiểu mục đích để làm cái challenge này là để một phần là các bạn sẽ tập chiêu đó nó sẽ chắc hơn mấy bạn. Thì hồi nãy là 14 rồi đúng không, tiếp nha. 15 nè, 16, 17 đỡ gió nè, 17 nha, gió, ok, cái đó không tính nha, 17 nha, vẫn 17 nè, ok, tiếp tục, 17 nè, 18, trời ơi, cái gì vậy ta, rung dữ vậy sao, 18 nha, từ, để tôi xả dây cái nè, rồi, 18, vẫn 18 nha mấy ba, từ nha, ừ, cái gì vậy trời ơi, rồi, hơi xu nha, vẫn 18, chỉ nó đứng luôn ba, tiếp nè, 18, coi như mấy bạn đợi nhẫn nại với tôi xíu nha, 18 nha, vẫn 18. Lấy đà nè. 19. Dừng lại tí xíu. 20. 21. 21. Kiểu như là sao ta? Vẫn 21, kiểu như bắt hồi cái kiểu cái tay mình nó bị rung. 22. 22, kiểu như hồi bạn không kiểm soát được luôn á, mấy bạn móc nó sẽ kiểu nó không có ra cái gì hết. 22 nha, vẫn 22. Tôi bất lực cái bản thân tôi thực sự. 22 nha, vẫn 22. Ok, tiếp tục nè. 22 nha. 23 nè. Đó mà tôi phải kiểm tra là cái dây không nó xoắn giả men, mà các bạn coi gió nó thổi cái sợi dây tôi giữ không. Tôi đứng góc nè. Rồi giờ anh em mình sẽ chuyển qua địa điểm này. Thì hồi nãy là 23 rồi nha tất cả các bạn. Bây giờ tiếp nè. Đó, tôi tự vuốt lại cái 23 nha, tiếp nè. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ok, thở cái, 37 nè, 38, 39, 40, 41, 41 nha, từ cố gắng lên, 41 nha, còn 9 cái nữa, 41, ok, tiếp, từ nha, từ xóa bớt nè, 41 nha, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, rồi bonus thêm cái nữa nè, từ, khoan, từ nha, ừ, móc luôn. Làm thêm bonus thêm mấy cái. Cái cuối cùng nè, hai dòng nè. Đó, ok, rõ rồi. Kết thúc challenge 50 cái nha tất cả các bạn. Trời má, mỏi tay nhưng mà thực sự là cái mục đích này thì sẽ giúp cho cái trill của mấy bạn sẽ làm ngày càng chắc hơn. Ok, yes. Yeah. Tôi nghĩ tí xíu. Thì sẵn tôi sẽ trả lời tiếp những cái câu hỏi mà tất cả các bạn đã đặt ra cho tôi. Ok, thì tôi chọn lọc ra thôi. Thì giống như tôi nói thì tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi của tất cả các bạn dần dần trong những cái video nó cứ chạy dần dần trên kênh tôi. Ok, thì ok, câu hỏi đầu tiên, anh ơi em mới mua yoyo không nhảy, mới chơi được 3 ngày dây nó bị xoắn tiếp mà tự nhiên nó giật lên như yoyo nhảy vậy, anh giúp em với.
Cái này là một cái trường hợp rất là phổ biến, không chỉ là bạn mà là những người chơi vô lâu cũng bị, ngay cả bản thân tôi cũng bị. Tức là kiểu như mấy bạn mua con vô không nhẹ phải không? Thì mấy bạn chơi là nó cũng sẽ tùy theo cái con vô đó nha. Thì khi mà các bạn chơi lúc á, hoặc là các bạn chơi một cái thời gian á, kiểu như tự nhiên nó tự vô không nhảy phải không, chỉ nó bị vô nhảy, tức là cái dây nó sẽ tự rút lên luôn. Thì các bạn khi mà các bạn bị cái trường hợp này, các bạn nên vệ sinh vòng bi vô nha tất cả các bạn. Các bạn vệ sinh vòng bi, vệ sinh bearing á, vệ sinh như bình thường luôn. Thì các bạn vệ sinh bằng xăng Zippo, cũng giống như kiểu tôi đã làm video cho tất cả các bạn xem á. Các bạn sẽ sử dụng xăng Zippo để tất cả các bạn có thể vệ sinh vòng bi. Thì một phần đó là do nhiều khi nó bị mụn bẩn này kia thì nên là đâm ra nó bị nhảy các bạn. Thì các bạn cứ vệ sinh vòng bi nhiều vô, vệ sinh cho nó kỹ rồi khi các bạn lắp của các bạn chơi thì nó sẽ không có bị nữa nha. Thì nó sẽ trở lại vô không nhảy cho tất cả các bạn. Cái này cũng là một cái chuyện thường gặp thôi, tất cả các bạn không biết gì nữa. Ok, câu hỏi tiếp theo. Mua bao tay vô ở đâu? Hiện tại thì mình sử dụng bao tay vô ở sàn thương mại điện tử là mình mua trên Shopee các bạn. Thì bữa mình mua mình dự trữ mua 3-4 cái gì á, tôi cũng không nhớ cái tên, để cái gì tôi tìm mà không, mà tôi sẽ để cái phần link cho tất cả các bạn xem, không có cái gì được mua bóc thay yu-yo để tất cả các bạn chơi nha. Tiếp theo, anh ơi sao con yu-yo Shifting Shadow của em không quay lâu bằng con yu-yo của anh đã từng review? Sao không quay lâu nhỉ? Con Shifting Shadow là cái con yu-yo của Audi các bạn. Thì nó quay lâu hay không thì một phần là nó sẽ có nhiều yếu tố nha. Một là có thể do vòng bi nè, hay là do lực ném của tất cả các bạn. Thì một phần thì vòng bi chỉ là một phần thôi, nhưng mà nó sẽ nằm ở 70% là do lực ném của tất cả các bạn. Tại vì giống như con yu-yo, có một số những con yu-yo của tôi á, khi mà tôi cho kiểu như mấy bạn của tôi chơi thử, thì có một số con ví dụ như những bạn mới á, ví dụ như yu-yo đó nha, mình chơi kiểu mình có những bạn ném xuống rất là lực, tức là kiểu nhìn yu-yo nó xoay rất là mạnh luôn, mà kiểu nó xoay rất là nhiều, mà tại sao cũng cái con yu-yo đó mà có những bạn ném nó lại kiểu nó yu-yo nó xoay ít, hoặc là thậm chí là nó xoay hò thì nó tắt. Thì tức là một phần là do cái lực ném của tất cả các bạn nha. Thì các bạn có thể chỉnh lại kỹ thuật ném của mình, tinh chỉnh lại tí xíu, thì các bạn xem cái cổ tay của tất cả các bạn ném này, giống như kiểu là giống như con yu-yo bạn cầm được phải không, các bạn ném thì mình bung hết, bung hay là nó không xoay, mình sẽ có cái bạn cầm. Nên là khi mình ném xuống thì kiểu hay bị rất nhiều lực gian, cũng hay là các bạn ném bung nó luôn. Thì khi mà các bạn gian thì con vô, khi mà nó bung ra nó sẽ có cái lực thì nó sẽ nhiều hơn. Cái đó cũng là một cái kỹ thuật mà cơ bản trong video á, nên là tất cả các bạn có thể chỉnh lại cái kỹ thuật của mình tí xíu. Nó tôi muốn bị mà nó cái con vô tôi mua là con vô không nhảy là gì đó. Lúc đó thì tôi tập chơi là cái con Speed Downlit của C3 Yodesign bản 1 đầu tiên á. Cái con đó tôi coi trên video, tôi thấy người ta ném á, người ta chơi những cái chiêu vô các bạn, người ta chơi những cái chiêu tắt luôn nha. Kiểu con vô nhìn nó xoay rất là lâu, cái tới mình chơi cái mình ném xuống con vô nó quay, hồi cái mình chơi được mấy chiêu cái nó đứng lại. Tức là kiểu nó không có xoay nữa rồi. Thì sau đó là tôi bây giờ tôi tập lại cái kỹ thuật ném của tôi, thì nên sau đó có thể cải thiện dần được. Ở kỹ thuật ném là chủ yếu. Tiếp theo, tôi em thấy video anh múa con mảng xà linh thần, con yu-yo mảng xà linh thần trong tuyệt đỉnh yu-yo vừa lâu và vừa hay. Em cũng có con đó nhưng mà không quay lâu và múa được như anh, múa được nhanh vậy anh kịp với. Thì cái câu hỏi này nó cũng giống tự tự như câu trên. Thì cái con yu-yo đó nó xoay lâu hay không được, và cũng là do lực ném nha tất cả các bạn. Thì các bạn chỉ cần chỉnh lại cái lực ném của tất cả các bạn tí xíu, chỉnh lại cái kỹ thuật ném tí xíu là được. Các bạn cứ chỉnh lại, tập lại cái kỹ thuật ném của mình. Tôi chỉ ném thì nó bị sai, cái tập lại cái lực ném nó chỉnh lại xíu, kiểu như là mình chỉnh lại cái kỹ thuật của tay mình tí xíu thì các bạn nhé, nó sẽ rất là lực luôn, nó sẽ quay nhiều hơn, các bạn có thể là switch vô nhiều hơn. Muốn được như vậy thì có thêm một cái đó là mình phải là cùng cái này là mình sẽ mua được cái gì trước video thôi, gì hơn thì ở trên YouTube hay là tất cả các bạn có thể xem những cái clip hướng dẫn video mà nó sẽ xin giúp tôi và những cái clip hướng dẫn nó vô những cái video dễ dễ này thì dễ khó thì các bạn tập những cái chi đó các bạn phải bấm chặn lại được rồi thì bị dây nữa. Khi mà các bạn không có chi đó rồi thì các bạn phải ghép những cái chi mà mấy bạn biết cái symbol cho tất cả các bạn chiêu nhìn nó sẽ kịp, nó mất cái đẹp hơn.
nhiều khi ví dụ như các bạn thấy mình thấy những cái người chơi là có biết chiêu đó nha, cái chiêu người ta chơi dài hay là dài luôn, nhưng mà thực sự trong cái chiêu quá kết hợp rất là nhiều những cái động tác khác nhau, mình có thể chặn đường một cái chiêu vô giáp giải nơi nên dùng video speed downlift dòng mới nhất hay là SP5 vậy. Thì hai con này thì nó đều có cái thế mạnh riêng hết, nhưng mà cái này thì mình sẽ không có thể nào so sánh được hai con này, tại vì kim loại cái đấy là một con là bạn nhiều quá. Thì nếu như mà kiểu như bạn là một người vua của bạn là một người thích chơi những dòng vô nhựa, kiểu như những cái dòng vô nhựa có cái u cực kỳ luôn, thì mình khuyên các bạn nên sử dụng con speed downlift dòng mới nhất. Thì giống như các bạn có thấy cái, những cái clip của tôi có sử dụng con speed downlift dòng nhựa, các bạn thấy cái con nó gì chơi. Nếu như mà so với những cái con dòng vô nhựa tôi có thì cái con nó là cái dòng có u nhất các bạn, và nó có thể năng truy được speed luôn, tức là nó đứng trên cái đầu nó quay cực kỳ ổn định luôn. Đó là nếu như các bạn thích những dòng video nhựa, muốn trải nghiệm cái dòng video nhựa khói u nhất biết đâu biết là SP5 thì con đó thì mình chưa có sở hữu, không thấy mình có một con dòng SP5 nhưng mà mình có chỉ là điểm 4 thôi. Điểm 4 thì mình chơi mình cũng thấy nó rất là ổn mấy bạn, thì nó cũng vừa nói chung mình cũng để mình có con màu đen cho nó điểm 4, 7 năm thì mình chưa sở hữu nên mình cũng không thể nào đưa ra để đánh giá được. Nhưng mà nếu mà bạn nào kiểu như thích kiểu sự mới mẻ hơn thì có thể dùng SP5 rất là ngon, để mình nghe mấy bạn mình chắc chắn những cái con có thể nghe rất là ngon. Thì nói chung là cái con này giờ nó khác chất liệu lại nó khác nhận cái con khác nhau, con này vô nhựa con vô kim loại nên là cái con sẽ tự nhiên tùy theo gu của từng bạn thôi, để chặn là kim loại vô nhựa. Ok thì clip chỉ đến đây thôi, và bây giờ tất cả các bạn nhìn những video chưa tiếp theo.